Nào chúng ta sang ví dụ thứ nhất. Tập trung đây cho thầy. Thầy cho 3 điểm ABC trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kể các đường thẳng đi qua các điểm, các cặp điểm và có tất cả bao nhiêu đường thẳng. Đây. Các em nhớ thầy, thầy cho 3 đây là ví dụ 1 thầy. Ok, thầy cho 3 điểm 1, 2 và 3. 3 điểm lần lượt là ABC, 3 điểm này không thẳng hàng. Thầy yêu cầu em hãy kể các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Thì các em lưu ý cho thầy này, có 1 và 1 đường thẳng duy nhất đi qua 2 điểm phân biệt. Cho nên chúng ta cứ nối 2 điểm phân biệt lại với nhau thì ta được 1 đường thẳng. Đây. Thầy nối 2 điểm đầu tiên là 2 điểm AC. Thầy nối 2 điểm AB. Thầy nối 2 điểm AB thì ta lại được 1 đường thẳng. Và thầy nối 2 điểm BC ta lại được 1 đường thẳng. Đấy, chúng ta cứ nối 2 điểm bất kỳ là chúng ta sẽ được 1 đường thẳng. Đây. Đúng nào? Các em công nhận thấy không? Vậy chúng ta có nhá. Đây, chúng ta có 3 điểm lần lượt là AB và C. Đây, thầy viết lại điểm A này, các em nhìn cho rõ này. Đây là điểm A. Đây là điểm C. Đây là điểm B. Đó. Người ta yêu cầu kể tên các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Thì các em nhớ nhá.